À, thầy xin chào cô chú anh chị các bạn. Nay thấy đi hỗ trợ một cái anh khách nữ Hậu Giang. Anh làm với mình chắc 3 năm rồi. Nhưng mà anh có một số cây già, năm nay sẽ đậy một lô cây tơ. Có nghĩa là chia ra làm. Cây già thì đang trong thời gian mà phục hồi, còn cây tơ thì hiện tại là đã đủ tuổi gả rồi. Quyết định là cho đẻ. Các bạn thấy không, vàng lá ha, thái và ri đều có trong đây, có thể là trồng lộn hay sao đó. Thấy qua thấy coi vàng lá như thế này nè, ảnh mới lên một cử tàu mầm lần 3 ha, tàu mầm lần 3 trồng nhánh này ha, mới cắt bơi hôm qua, có nghĩa là mới cắt bắt lo xong ha, là mới cắt bơi hôm qua là lên xong tàu mầm lần 3 luôn rồi. Cắt bơi xong là 2 ngày sau lên tàu mầm lần 3 rồi đó, thì đã cắt bơi xong rồi ha. Thấy coi là thấy còn một số miên trạng nó đã lú hơi rồi. Là mùa nghịch các bạn ha, là mùa nghịch nha, sử dụng bắt lo nha. Các bạn có rất là nhiều khách hàng bảo, ủa sao mà mày lại đưa cho anh cái bắt lo là 1 lít với 1 ký, và cái vườn này thì lại thấy lại đưa cho 1 lít với nửa ký. Tùy vô cái vườn ha. Cái vườn này hôm trước nó đã có bóng gió rồi, thì bây giờ mình ưu tiên là mình lấy bắt lo yếu thôi, bắt lo vừa thôi là được ha. Nhưng mà ưu tiên như thế này nè, kinh nghiệm thôi nha, kinh nghiệm cá nhân thôi là ví dụ mà các bạn mà năm nay mà ai mà lỡ mà lọt làm giữa tháng 8 á, tháng 8 nha, thái khuyên nè, ý kiến cá nhân thôi nha, có các bạn cũng có búa rìu dư luận thì cứ thảy vô thôi, thì thái khuyên là nên lên bắt lo 2 lần. Cái điều này không ai dám nói các bạn, mà thái nói cái điều này kỹ thuật không thằng nào dám nói mà thái nói, tại vì có một số vườn á là nó tơ, mà các bạn muốn nó ra đều đồng loạt á là các bạn phải bắt buộc quánh thì quánh kỹ ha, bắt lo phải rà kỹ các bạn, một số khách hàng của mình là người ta rà ở ngoài lá luôn nha, người ta rà ngoài lá luôn. Bên khu vực Tiền Giang mình nói nè, này không có gì để giấu giếm nha các bạn, bên khu vực Tiền Giang đa số khách hàng rà lá hết. Để mà làm sao bắt lo là một chất ức chế, nó sẽ làm cái đọt làm sao các bạn, cái đọt nó đứng lại, nó đứng rất là hay nha. Ở trong nè, thái cho dọn cành sạch hết trơn ha, sạch sẽ. Bây giờ chỉ nằm đợi đẻ thôi. Cây này năm thứ 5 là mùa bông năm đầu. Hồi nãy như thái nói nè, các bạn nhìn cái cây ha. Thường thường hiện tại bữa nay là thái đi đang 11-12 giờ rồi ha. Thái có nói rất là nhiều với các bạn, các bạn coi nè, lân nó lên cái vàng lá rất là xanh, các bạn chú ý nha, lân lên vàng lá rất là xanh. Các bạn bẻ lá các bạn sẽ thấy nó hơi giòn giòn, có nghĩa là bắt đầu lân nó đã hình thành rồi. Các bạn thấy ở trong này ha, một số lá nó hơi rụng, một số lá hơi rụng bắt đầu làm sao chuyển mình, mình gọi là chuyển mình đó, đó thấy chưa, một số lá hơi rụng nè ha, lá bắt đầu nó rụng nè, những lá bệnh, lá nấm hồng này rồi nấm rong này kia nó bệnh, nó rụng. Một số nhánh nó sẽ chết nhẹ nha, nhìn đối với cây tơ ha, đối với cây tơ là nó hình thành một cái mình gọi là cái mạch gỗ của nó, nó không phải nó già như những cây như những cái cành trên như thế này, đây là những cành mạch gỗ già các bạn ha, mạch gỗ già nè ha, nhưng mà ra ngoài thì nó sẽ lại non ha, có nghĩa là những đầu này nó đã đủ cái tinh bột trong đây rồi, về nhựa trong cái thân trong này, bởi vì bạn thấy nó sẽ ra ở tầm cách 1 gang bắt đầu ra, tầm này là nhiều nhất, còn tầm này thì nó rất ít ra, và bạn thấy không, nó đổ quét nè ở trên vậy ha, càng cao càng lên gần đọt, đối với những cây năm đầu nha thì nó sẽ ra ít bông hơn, những cái cành mà gần chính giữa như thế này, gần chính giữa là những cái cành nó già mà nó xanh như thế này. Bởi thường thường thái sẽ cho các bạn những cái tơ á, thái sẽ cho làm cho nó già hóa, mình gọi là già hóa cái nhánh này đi. Đối với thái nha, còn các bạn làm sao các bạn làm ha, chuyện đó thái quan trọng. Thái đang nói tới cái vấn đề là làm cho nó già hóa, nó chuyển mình để cho nó ra đồng lọt. Còn cái mùa thuận mình nói ha, các bạn thấy không? nó lên gần hầu như xanh xanh như thế là nó già hóa, nó già cái cây để mà cho nó ra cho nó dễ. Và ưu tiên nè ha, các bạn rà thuốc là rà kỹ, thật kỹ
trong thân nè các bạn, trong thân này nha, và rãnh nhánh, và ưu tiên mặt trong lá nha, ưu tiên mặt trong lá nha, nó hấp thu rất là nhanh đó, ưu tiên là mặt trong lá nhiều nhất ha, tới thân tới nhánh rà thiệt là kỹ. Các bạn thấy những chỗ này nó già hóa đi, những chỗ này già hóa đi thì những chỗ này chừng nữa ra hoa rất là đẹp, nó sẽ xé thật nó ra à. Còn những cái các bạn thấy không, các bạn để ý là những cái tấp trên đó mà nó đỏ thật là nó không bao giờ ra được, tại nó chưa đủ độ tuổi già hóa và chưa đủ tinh bột à. Rồi chúng ta dòm tổng quan cây à. Chúng ta dòm tổng quan cây như thế này nè à. Các bạn thấy nè, thấy có nó rồi ha, 90 giờ ra mà dòm cái cây mà nó đứng lá ha, đứng lá mà nó giống đen thui chân như thế này, các bạn thấy không, đây là một cái dấu hiệu sao, nó chuẩn bị nó xì đọt tiếp các bạn, chuẩn bị xì đọt tiếp tiếp tục à, chuẩn bị xì đọt tiếp tục. Thì chúng ta làm như thế nào, chúng ta phải dặn cái đọt lại thôi nha, thấy nó nè, dặn đọt à. Có nghĩa là chúng ta dặn trước khi mà nó xì, chúng ta thấy nó xì chúng ta sẽ đốt đọt bỏ, và cái răng mình gọi là chảo già đó, nó sẽ rớt cái đọt đó, nó rất là uổng à. Còn bây giờ chúng ta gặp những tình trạng như thế này à. Bây giờ hiện tại cái đọt đang đen nè đúng không đó. Thì một tuần lễ nữa mà nếu mà nó còn mưa thì các bạn dằn, tại vì ở trên đọt nó sẽ xì trước và ở dưới này nó sẽ xì sau. Bởi mình nói là các bạn nè, làm bông là phải đi ra ngoài quan sát nha, làm bông là phải ra ngoài vườn quan sát dùm, nếu mà có tình trạng mà nó xì cái đọt, chuẩn bị xì đọt. Các bạn thấy nó xanh dờn cái lá lên ha, ha. Chiều chiều ha, mà chiều chiều tầm 3 giờ hoặc sáng là 9 giờ 10 giờ các bạn ra, các bạn thấy cái lá nó xanh đen thui như thay mỡ như thế này. Rồi ha, tới số rồi đó nha, tới số rồi đó nha các bạn ha. Là lo chúng ta đi, chúng ta dặn cái đọt lại. Rồi nói tới cái vấn đề dặn đọt thì các bạn sẽ hỏi là dặn bằng cái gì, sao mày không nói luôn đi đúng không, thầy sẽ nói cho các bạn luôn nha. Dặn bằng cái gì các bạn, thì các bạn ưu tiên nè, dặn bệnh, dặn thuốc bệnh ưu tiên là lần đầu tiên nha. Thuốc bệnh có gì thì các bạn biết là những trong một số dòng giống như là hexaconazole 5% hoặc 10% tùy nồng độ ha, thì nó có khả năng chữa bệnh ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm với liều cao thì nó sẽ có khả năng dằn cái đọt này cho đen lại à, rất là hay ha. Rồi à, các bạn thấy không nè, cái cây này chuẩn bị là nguy cơ xì nè, các bạn thấy rõ ràng nè, thái ở đây thấy ra thấy một cái nấc lá nó đã xuống xì rồi đó, các bạn thấy đen thui không à. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thái sẽ cho ảnh cái hơi sơ kém cộng với cái gì, cái vuốt đọt, trong cái vuốt đọt nó có kali thì nó có lân à, nó sẽ làm hạn chế cái gì, hạn chế cái tổng hợp đạm à, rễ nó rễ các bạn ha, rễ nó không hút được nước, nhưng mà hiện tại cái rễ cái nó vẫn còn hút được nha, cái tầng đất các bạn thấy không, cái tầng đất của chúng ta ở đây thì nó chỉ có 1.2 m là bắt đầu nó tới nước rồi nè ha, có nghĩa là rễ cọc vẫn lấy nước được, nhưng mà lấy vừa lượng nước vừa đủ thôi à, chứ không có lấy nước nhiều rễ tơ ha, rễ tơ lấy nước mạnh hơn à, rễ tơ lấy dinh dưỡng lấy nước nhiều, rễ cọc vẫn hút nước được nha à. Thì thấy ưu tiên là thấy sẽ lấy cái hơi kẽm và cái vuốt đọt, thấy sẽ vuốt cái đọt này lại ha, để xong. Hoặc các bạn có thể lấy cái một cái gốc envin à, là envin sinh ta, cái gốc sẽ có nó đó à, các bạn cộng với một cái loại nào đó có đầu lân và đầu kali nhẹ thôi, tầm 25-21% trở lại, hai thằng có đầu lân và là kali ha, nó làm sao nó vừa có cái tác dụng là trị bệnh cho cái cây này như thế này nè, trị bệnh như cái lá này nè ha, đặng chừng nữa nó hạn chế cái lá nó sẽ dày lên đúng không, cái giá lá này dày lên quang học mạnh hơn thì sao, thì cái dàn lá của chúng ta nếu mà chúng ta dỡ mũ ra là chúng ta sẽ được một dàn lá nó hoàn hảo à, đó nó có một số mẹo các bạn. Các bạn thấy sợ xì đọt các bạn ra ngoài các bạn thấy, nhưng mà trước khi mà xì đọt thì các bạn làm đi, các bạn thấy không, đó, ở đằng xa mà nó xanh đen thui như thế này nè, thì các bạn nghĩ nó sẽ như thế nào nữa à, từ từ về sau nó sẽ như thế nào à, đó mà còn mưa nhiều nữa, đang dính cơn bão số 2 nữa đó. Rồi ok ha, một số chia sẻ cho các bạn ha, một số chia sẻ cho các bạn, còn thuốc thì những đó thái sẽ chia sẻ các bạn sau. Và bây giờ chúng ta nói tới kỹ thuật đi à, một số kỹ thuật thôi, một số chia sẻ thôi ha à, chuẩn bị cho một số bác làm mới, một anh nào đó làm mới, còn ai mà rành thì thôi bỏ qua video nha, đừng có bình luận gì với má công, làm nghịch mà không ai hơn ai chứ, chỉ hơn ông trời thôi, ông trời mà ông phù hộ cho các bạn tiết tốt thì các bạn ra bông tốt thôi, không gì hết ha. Rồi xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.